Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với cửa hàng âm thanh An Audio Hôm nay thì bên em sẽ review cho tất cả các bác một cái dòng loa bass 30 Thương hiệu đến từ Japan đó là Sansui Với cái model đó là gì ạ? một à, SG112 các bác nhé à, Con này thì giải thần xuống đến 55Hz cho đến 20K này Và công suất là 250W Ok chưa? Và đương nhiên thì nhà máy à, nó sẽ đặt tại à, của, gọi là Quảng Đông anh em Đấy, nhà máy thì đặt ở quảng đông trung quốc các bác nhé nhiều bác lại hỏi tại sao nó loa nhật mà lại nằm trung quốc thì em đã nói rất rất là nhiều lần rồi đấy là trung quốc là một cái công xưởng lớn của thế giới và tất cả các cái hãng nổi tiếng nó đều đặt nhà máy ở trung quốc Vì cái nhân công nó quá là rẻ và cái thứ hai nữa là gì trung quốc nó rất là đông dân đấy và nên là cái tiền nó sản xuất ra nó sẽ giảm chi phí nên nó đặt ở trung quốc ok nhé à đây thì sử dụng cho mình đó là một bát 30 các bác ạ những cái dòng loa mà do người Nhật làm chủ thì đa số những cái bít loa hoặc cái từ loa thì nó đều là bảy màu cả đặc biệt của những cái dòng loa Nhật đa số là những cái bít loa đều là ánh hồng bảy màu y mây mã vạch rồi được dập trên loa trên trên củ bát luôn các bác nhé đấy và đây là chép này đấy, sử dụng cho mình con chép gs 112 đấy chép của nó đây các bác nhé đấy, từ cái bít loa này cũng đều ánh hồng bảy màu này ok chưa à, loa này thì em phải nói rất là nhiều về những dòng loa như kiểu này nó là thuộc một dòng loa bát 30 Mà các bác xem cái thông số của nó là giải tần Nó xuống lên đến là gì ạ 55 Hz tức là cái giải bát của nó Một dòng loa full là cũng rất là sâu rồi Gần của nó là ba sóng tẩm dầu Và con này sử dụng cho mình là gì ạ Dòng côn nhở các bác nhá Tức là côn 51 Tại vì sao bát 30 thường thường nó sẽ là côn 76 Nhưng với thằng của loa nhật này nó lại là côn 51 Thì nó cũng có cái lý do của nó các bác nhé Thì đương nhiên là các bác biết rằng những dòng loa côn bé Mà công suất loa lớn thì nó ra cái lời cực kỳ hay Lời cực kỳ hay luôn các bác nhé nên là gì ạ, các bác nào mà thích tí tách nghe nhạc hoặc là karaoke Con này thì đảm bảo cho tất cả các bác hai tiêu chí rất là hay Đương nhiên thì ở những cái dòng côn bé thì công suất nó sẽ không được lớn Ở đây công suất lớn ở đây là gì ạ à? Ví dụ những cái dòng loa full 25 thì công suất cháy của nó sẽ có thể là rơi đến đến là 1.000 đến 1 bốn à, Nhưng loa loa này nó sử dụng cho mình côn bé Công suất cháy của nó chỉ là gì ạ à? 500W thôi chẳng hạn Đúng không? Em đang lấy ví dụ thôi Còn công suất hoạt động của nó vẫn là 250W bền bỉ Đúng không? Không nhiều bác lại bảo lòng côn bé là công suất nó kém Không phải đâu Tức là cái công suất cháy của nó nó sẽ nhỏ hơn so với những dòng loa côn lớn nhưng mà bù lại thì cái tiếng ra nó rất rất là hay các bác nhé riêng những cái cái dòng loa côn bé mà công suất lớn thì cái lời ra siêu hay cho các bác luôn tại vì sao các bác nhìn thấy nó rất là cơ bản thôi nhưng mà giá thị trường nó cũng rất là mắc với những dòng dòng loa nhật này và giá em báo luôn là em hỗ trợ sơn sơn lại đen cho tất cả các bác lăn sơn lại đen Thì giá của nó là 8 triệu rưỡi một cặp nha Đây là cái căng của nó này Đấy, cái căng này thì đương nhiên em sẽ sơn lại đen cho tất cả các bác màu đen Hàng này em sẽ bao zin tuyệt đối và bao đẹp cho tất cả các bác luôn Riêng dòng này chất âm thì không phải nói nhiều rồi Riêng loa nhật này thì chất âm quá là tuyệt vời nhá Em sẽ làm cái bản test sau cho tất cả các bác Các bác cứ tham khảo với cái model là xui SG112 các bác nhá Dòng loa nhật này thì quá đẳng cấp rồi bắt mà Thích những dòng loa Nhật thì các bác liên hệ với Anki Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.